Như đã hẹn ở bản tin tài chính kinh doanh trước, chúng ta cùng quay lại câu chuyện sạt lở nghiêm trọng hai bên bờ sông Chảy, đoạn qua địa phận huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Trong khi người dân và chính quyền địa phương còn chưa thống nhất đâu là nguyên nhân chính gây ra tình trạng sói lở này, do xả lũ hay là do hút cát, thì nhóm phóng viên của Trung tâm Tin tức VTV24 đã có mặt tại hiện trường, ghi lại những hình ảnh về một đại công trường khai thác cát đang hoạt động rầm rộ ngày đêm và khó quản lý theo chính thừa nhận của địa phương. Từ giữa sông Chảy nhìn vào góc này, người ta không biết làm cách nào để có thể lên bờ, khi mà hàng chục tàu hút cát đang dàn trận theo hàng ngang để hoạt động. Quy định khoảng cách tối thiểu giữa tàu và bờ là 30 mét, thế nhưng ở đây, các vòi hút cát được cắm thẳng vào chân đê. Đây là hàng chục, hàng trăm tàu nhỏ bất chấp quy định áp sát bờ để khai thác, bởi ở giữa sông là địa bàn của những tàu lớn với công suất cả nghìn mét khối ngày đêm đang đua nhau cào lòng sông. Tại doanh nghiệp duy nhất được cấp phép khai thác ở khu vực này, số tàu khai thác được đại diện công ty đưa ra dường như khác xa so với thực tế. Hiện nay có mình đang cho bao nhiêu đơn vị khai thác? Có 7 bến thì một cái thì có bến một cái tàu bé bé, nhỏ, thế có cái là 2 cái. Đại diện công ty Phúc Thịnh thừa nhận, ở thời điểm này giấy phép khai thác cũ đã hết hạn. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong thời gian xin gia hạn giấy phép, chỉ một mình công ty này duy trì khai thác cát. Thế nhưng thực tế, vào lúc này đang có một loạt các đầu mối khác cùng tham gia hút cát trên sông Chảy. Có hai khả năng xảy ra, hoặc đây là những bến bãi tự phát, hoặc đây là các đầu mối do công ty Phúc Thịnh chuyển nhượng quyền khai thác, ngay cả khi giấy phép đã hết hạn. Và như vậy thì cũng trái luật. Ông nói rõ về cái cách thức hợp tác với các cái doanh nghiệp nhỏ như thế nào, mua lại khai thác hay như thế nào? Tức là họ thật ra ông ký hợp đồng cho họ khai thác với họ đúng không? Vâng. Họ đứng ra họ khai thác. Khai thác. Mình trả cho họ là tài nguyên là mình phải. Ông trực tiếp đứng ra bán đúng không? Vâng. Chuyện doanh nghiệp chuyển nhượng quyền khai thác cát cùng một lúc cho nhiều đối tác, doanh nghiệp đã thừa nhận, dân biết, chính quyền địa phương cũng biết. Đem câu hỏi đến chính quyền huyện Đoan Hùng thì đại diện phòng tài nguyên nói thẳng chuyện này rất khó kiểm soát. Phải nói thẳng là chúng tôi cũng có một cái gì đó trong cái việc quản lý quyền khai thác quan trọng như thế nào ấy, trong cái công suất hoặc là cái quy định cái cấp phép sản lượng trong cái phép người ta là như vậy, nhưng mà bây giờ tôi thực ra thì còn cái có thể là rất là căng thẳng lên lòng cái chuyện đó, nên anh khai thác bao nhiêu theo quy định thì tôi cũng là cái đánh giá cái khối lượng thì còn chưa chặt chẽ. Huyền thừa nhận chưa đủ khả năng quản lý thì trách nhiệm được đẩy lên tỉnh. Trở lại Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Phú Thọ, ở đây khi được hỏi lại lần nữa rằng tình trạng sói lở bờ sông là do xả lũ hay hút cát, thì câu trả lời của đại diện lãnh đạo sở đã khác trước. Cái phương án mà chống sói lở là mình không được hút cát vào cái ngoài cái kể cả độ sâu và cái phạm vi cái chiều rộng trong cái khu vực. Cái mà khi khai thác xong rồi thì nó sạt lở thì nó có thể nó sạt lở. Đánh giá là vậy, thế nhưng trong biên bản kiểm tra đối với công ty Phúc Thịnh thì cả 10 cơ quan quản lý và chuyên môn từ xã, huyện đến tỉnh đều nhất trí cao việc gia hạn giấy phép khai thác cát trên sông Chảy. Giờ thì người dân sẽ tiếp tục chuẩn bị chạy với tốc độ sạt lở của bờ sông. Doanh nghiệp khai thác cát thì thể hiện trách nhiệm bằng cách cắm những tấm biển báo sạt lở nguy hiểm. Còn dưới lòng sông, các con tàu vẫn tiếp tục hút cát.